Hello mọi người. Chào chào. Chị này sẽ không nói chuyện gì hết kìa. Bây giờ mình sẽ đi bắt côn trùng. Ít mở rùa đỏ. Bỏ rùa đỏ. Tại sao mấy thằng sao hôm nay dễ gặp bỏ rùa đỏ quá ha? Em thấy như vậy á, đi đâu em gặp bỏ rùa đỏ. Đi có bắt con này hả? Không phải như mẹ. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm côn trùng. Hồi nãy mới gì dùng phẩm ở trong. Còn đúng không kim cương mà dùng phẩm. Em bắt được bỏ rùa. Em chỉ lấy xe đi tìm thôi. Em thấy con này em u hả? Con bỏ rùa xuất hiện thất thường quá ha. Nó khoảng nó như là tiên nhân vậy. Còn một câu hỏi nữa. Trời thì chạy ra. Lâu lâu mới tắt con đỏ. Chị đâu rồi? Đi tắt. Ui, chủ xe ngăn quá. Cái gì vậy? Cái xe màu hồng á. Xe máy á. Ô tô. Xe máy. Xe máy hả? Xe máy, em tưởng ô tô. Cái clip này của chị cũng xuất hiện em về tâm. Chị mới lượt ra một đống. Thì quay chung nó mới hay. Ủa chị đâu rồi? Mà tối ít con vật lắm đi à. Em chạy xe máy em tìm côn trùng tới đây không thấy con nào hết. Con hai bạn một vàng nè.
Ít bạn vẫn vẫn đỏ gì trời. Chưa thấy hoàng à. Ủa? Thôi quan gì? Thì tại vì nó đỏ thôi. Ê chị bán con trùng đi chú bên. Em đi qua cờ nè chị khỏi chạy bộ. Không bán được lùi đâu, bản thân nghe được lùi mà. Trùng con trùng. Nhiều con mới mọi người. Siêu tập con mới luôn rồi. Ê, siêu tập con mới luôn nè. Chị đi mua đồ cả. Bạn mấy con ăn. Một con bò lạnh. Một con bún. Một con. Bạn vừa. Yêu này. Ăn không. Tính làm sao, nói làm sao đây? Em thấy một con nhện. Em thấy có một người lợn đen ở đây. Lợn sao? Rợn đen. Rợn đen. Rợn đen. Rợn đen. Rợn đen. Nó cũng xoay, nó cũng xoay. 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 Nhắc em nói là ý là chị không đi nhà em á. Ok, vô ảnh nha. Tết mời. Nhưng mà thì giờ em sẽ và sau đó em sẽ gọi tới. Nhưng sau đó chị sẽ bắt nha.